Phía trên này là rất nhiều các trung tâm thương mại. Bên cạnh là một trung tâm thương mại rất lớn. Có cả cà phê Starbucks luôn. Uniqlo luôn. Và phía trên này là một khu vui chơi giải trí cho mọi người. Phía bên trên kia là phố đi bộ. Sẽ đi thẳng lên trên thành Himeji. Trước là có mấy cây lá đỏ rất đẹp. Phía dưới là tầng hầm này, cũng kinh doanh thương mại. Phía trên này là khu phố đi bộ đấy. Bây giờ cùng đi vào khu phố đi bộ ở trên ga Himeji. Và cứ đi bộ thẳng tiến thì chúng ta sẽ tới được thành Himeji. Đây là gặp đoàn học sinh đi chơi như này. Ta nhìn lại phía trước này, chỗ đỗ xe này. Đây là một trung tâm thương mại trước ga Himeji này. Khu vui chơi giải trí cho mọi người này. Và bên trên này cũng là khu trung tâm thương mại. Có rất nhiều các cái mặt hàng khác nhau nhé. Bây giờ hãy cùng vào xem khu phố đi bộ có những gì nào. Rất nhiều các nhà hàng, quán ăn. Khu này đa số là ẩm thực và bán hàng lưu niệm.
karaoke luôn. Cửa hàng bán điện thoại nhé. Bên trên cái là Docomo nhé. Của bán kính này. Megane này. Spa siêu thị về kính này. Bán về tất, giày tất, ra khu vui nhộn của giới trẻ. Đây nơi chơi game giải trí của giới trẻ này. Bên ngoài là nơi trưng bày các chú heo rất ngộ nghĩnh. Đây giống như một nơi về cửa hàng chuyên bán thuốc thú y. Cửa hàng bán quần áo của phụ nữ. Đây là cửa hàng bán đồ trang sức về kim cương. Rồi những quán cà phê rất là nhiều. Trên này cũng là một cửa hàng bán kính. Đây là cửa hàng chuyên bán về túi sách da chính hãng, các hàng hiệu
Mọi người đang chờ đèn đỏ để sang đường. Đoán đồ trang sức, kim cương, nhẫn. Cửa hàng bán thuốc này. Bán thuốc và bán các thuốc và thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm. Đây là có cả các cửa hàng làm đẹp cho chó, cắt tóc cho chó các kiểu. Đây là cửa hàng bán về các đồ áo truyền thống, trang phục truyền thống của Nhật. Các bộ kimono rất đẹp. Rồi về dép, giày, túi xách. Cửa hàng bán đồ lưu niệm này. Đây là các cửa hàng bán đồ phong thủy. Đây,
có tất cả các vật phẩm phong thủy, các loại đá quý, trầm hương rất nhiều và rất nhiều. Cửa hàng bán rất nhiều đồng hồ. Nhiều các loại đồng hồ đẹp đấy. Đây là cửa hàng bán rất nhiều các loại thiệp. Cửa hàng bán hoa. Bên này cũng có một khu phố đi bộ nữa này, và đằng sau cũng có một khu phố đi bộ nữa. Đằng sau đây cũng có phố đi bộ thẳng sang bên kia. Đấy, cứ đi thẳng con phố đi bộ này chúng ta sẽ tới thành Himeji. Thành Himeji là một trong những quốc bảo của Nhật Bản. なんか、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 なん
Đây là con bán đồ cổ nha mọi người. Rất nhiều đồ cổ nha. Lên phía trên này là hết khu phố đi bộ rồi. Kết thúc phố đi bộ. Và trước mắt là tọa thành Himeji-jo. Phía trước tọa thành Himeji. Bên này khu nhà kính này là một trung tâm giao lưu về văn hóa và là nơi học tiếng Nhật cho người nước ngoài. Chúng ta đi hết con phố đi bộ là tới cái nhà kính này, dành cho những bạn đang làm việc tại Nhật của các nước khác nhau đến đây để học tiếng Nhật. Ở trên tầng trên này là nơi giao lưu về văn hóa Nhật Bản và thế giới. Phía trên này là một quảng trường rất rộng, là nơi tổ chức các sự kiện cũng như vui chơi giải trí của mọi người tới đây.